Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức tổng hợp của đài truyền hình IBC TV trên băng tần 57.19 miền Nam California, 16.12 miền Bắc California và Galaxy 19 cho toàn thứ ba Hoa Kỳ và Canada. Sứ ngôn viên Linh Trịnh và Bảo Khanh xin thân ái kính chào quý vị. Và như thường lệ, trước khi đi vào phần bản tin chi tiết, xin mời quý vị khán giả cùng điểm qua một số nội dung chính như sau. Hoa Kỳ không ngăn Ukraine tấn công bên trong Nga. Tổng thống Joe Biden ca ngợi khoản đầu tư TSMC của Đài Loan vào Hoa Kỳ. Trump Organization bị kết tội gian lận thuế. Thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Warnock đánh bại đối thủ được Trump hậu thuẫn. Phó Tổng thống Argentina bị tuyên bố án tù vì tham nhũng. Sau đây xin mời quý vị cùng đến với phần bản tin chi tiết đầu tiên do sứ ngôn viên Bảo Khanh trình bày. Kính thưa quý vị, bản tin chi tiết đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay đã cho biết là Hoa Kỳ không ngăn Ukraine tấn công bên trong của Nga. Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ là ông Lloyd Austin cho biết vào hôm thứ Ba rằng Hoa Kỳ sẽ không ngăn Ukraine phát triển khả năng của mình để thực hiện các cuộc tấn công tầm xa. Ông Austin cùng với các giới chức của Australia và Ngoại trưởng Anthony Blinken đã cho biết là Hoa Kỳ đã chi hơn 19 tỷ Mỹ Kim để hỗ trợ an ninh cho Ukraine và đề nghị các đối tác tham gia mua sắm viện trợ quân sự cho Ukraine. Một phi trường thứ ba của Nga đã bị đốt cháy vào hôm thứ Ba bởi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, một ngày sau khi Ukraine thể hiện khả năng mới là xâm nhập hàng trăm km vào không phận của Nga bằng các cuộc tấn công vào hai căn cứ. Các giới chức có cơ sở thành phố là Kursk của Nga, cách với biên giới của Ukraine khoảng 90 km về phía Bắc, cũng đã công bố những bức ảnh về khói đen phía trên của một phi trường vào đầu giờ hôm thứ Ba sau một cuộc tấn công mới nhất. Thống đốc cũng cho biết là một bể chứa dầu đã bốc cháy, nhưng không có thương vong. Vào hôm thứ Hai, Nga cũng cho biết là họ đã bị cháy máy bay không người lái thời Liên Xô tấn công cách Ukraine hàng trăm km tại một căn cứ không quân Engels, nơi đặt hạm đội máy bay ném bom chiến lược của Nga và ở Ryazan, cách Moscow vài giờ lái xe. Ukraine không trực tiếp nhận trách nhiệm về cuộc tấn công này, nhưng dù sao cũng ngăn mừng cho cuộc chiến căng thẳng này. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là Ned Price cũng cho biết là không có xác nhận nào về việc Ukraine tổ chức các cuộc không kích trên. Tổng thống Joe Biden ca ngợi khoản đầu tư của TSMC của Đài Loan vào Hoa Kỳ. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Ba đã đi thăm nhà máy bán dẫn mới TSMC của nhà sản xuất chip Đài Loan ở Phoenix, Arizona và ca ngợi khoản đầu tư lớn của công ty vào tiểu bang này. Ông Biden và những người khác, bao gồm cả CEO của các khách hàng lớn của TSMC, công ty sản xuất chất bán dẫn của Đài Loan, đã tham dự lễ khai trương cơ sở mới trị giá 12 tỷ Mỹ Kim ở một vùng khô cằn ở phía bắc Phoenix. Trong một bài phát biểu của mình, ông Biden đã ca ngợi kế hoạch của TSMC trong việc xây dựng nhà máy sản xuất chip thứ hai ở tiểu bang này và tăng gấp 3 lần khoản đầu tư ban đầu lên 40 tỷ Mỹ Kim. Khoản đầu tư nước ngoài của công ty sản xuất chất bán dẫn Đài Loan, nhà sản xuất hợp đồng chip lớn nhất thế giới, là một trong những khoản đầu tư lớn nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ. Cơ sở chế tạo chip đầu tiên, hay Fab, sẽ đi vào hoạt động vào năm 2024, trong khi cơ sở thứ hai gần đó sẽ sản xuất những con chip tiên tiến nhất hiện đang được sản xuất, được gọi là chip 3 nanomet vào năm 2026. Theo các giám đốc điều hành của TSMC, hai nhà máy này sẽ tạo ra 13.000 việc làm công nghệ được trả lương cao, bao gồm 4.500 việc làm thuộc TSMC, và phần còn lại sẽ do các nhà cung cấp chịu trách nhiệm.
Apple Inc., Nvidia Corp. và Advanced Micro Device Inc., tất cả các khách hàng lớn của TSMC, cho biết họ hy vọng chip của họ sẽ được sản xuất tại các nhà máy mới ở Arizona. Trong khi đó, thì Trump Organization đã bị kết tội gian lận thuế. Công ty bất động sản của cựu Tổng thống Donald Trump đã bị kết án vào hôm thứ Ba vì thực hiện một âm mưu tội phạm kéo dài trong vòng 15 năm nhằm lừa gạt cơ quan thuế, làm tăng thêm những rắc rối pháp lý mà cựu Tổng thống Hoa Kỳ phải đối mặt khi ông tái tranh cử vào năm 2024. Trump Organization là công ty điều hành các khách sạn, sân golf và các bất động sản khác trên khắp thế giới, phải đối mặt với khoản tiền phạt lên tới 1.6 triệu Mỹ Kim sau phán quyết của bồi thẩm đoàn có liên quan đến tất cả các cáo buộc mà công ty này phải đối mặt. Một bồi thẩm đoàn ở New York cũng đã lên án Trump Organization về tội gian lận thuế hình sự. Mặc dù cựu Tổng thống Donald Trump không đích thân ra tòa, các công tố viên xác định ông hoàn toàn biết về kế hoạch này. Trong đó thì họ cũng khẳng định các giám đốc điều hành đã làm giàu bằng các đặc quyền ngoài sổ sách để bù cho mức lương thấp hơn, từ đó giảm nghĩa vụ thuế của công ty. Phán quyết này đã giáng một đòn nặng vào cựu Tổng thống Donald Trump và gia đình. Đây cũng là tình tiết mới nhất có liên quan đến một loạt rắc rối pháp lý xung quanh với cựu Tổng thống Donald Trump. Trong đó có một số cuộc điều tra có liên quan đến nỗ lực lật ngược lại cuộc bầu cử vào năm 2020 và việc chuyển các tài liệu nhạy cảm của Tòa Bạch Ốc tới khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida. Phiên tòa kéo dài một tháng này có lời khai của 7 nhân chứng, trong đó có giám đốc tài chính lâu năm là Alan Weisenberg. Thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Warnock đã đánh bại đối thủ được Trump hậu thuẫn. Đảng viên đảng Dân Chủ Raphael Warnock đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lại vào Thượng viện Hoa Kỳ trong cuộc tranh cử cam go ở Georgia vào hôm thứ Ba, củng cố thế đa số mong manh trong đảng của ông. Khi ông chống lại thách thức của cựu ngôi sao bóng đá đảng Cộng Hòa Herschel Walker, chiến thắng dự kiến của Warnock là hẹp theo Edison Research với 99% số phiếu ước tính được kiểm. Ông dẫn trước Walker với tỷ lệ là 50.8% so với 49.2%. Kết quả khẳng định Georgia là bang chiến địa chắc chắn sẽ đóng vai trò nổi bật trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2024. Đảng Dân Chủ đã giành chiến thắng trong 3 cuộc đua vào Thượng viện trong 2 năm qua tại thành trì cũ của Đảng Cộng Hòa, và Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden đã giành chiến thắng tại bang này vào năm 2020. Chiến thắng của ông Warnock giúp Đảng Dân Chủ không còn phải phụ thuộc nhiều vào lá phiếu định đoạt của Phó Tổng thống Kamala Harris, người giữ chức Chủ tịch Thượng viện, đồng thời cho phép lãnh đạo phe đa số Chuck Schumer kiểm soát nhiều hơn các ủy ban chủ chốt của Thượng viện. Thất bại của Walker được xem là một đòn giáng vào Đảng Cộng Hòa và cựu Tổng thống Trump, vốn đã dồn nhiều công sức cho nỗ lực vận động tại Georgia. Kính thưa quý vị, Phó Tổng thống của Argentina bị tuyên án tù vì tham nhũng. Phó Tổng thống Argentina là Cristina Fernandez de Kirchner đã cho biết vào hôm thứ Ba là đã bị tố cáo rằng bản án 6 năm tù vì cáo buộc tham nhũng đối với bà cho thấy một tư pháp mafia đang hoạt động ở quốc gia Nam Mỹ này. Một tòa án Argentina đã kết án bà Fernandez 6 năm tù giam và tước quyền giữ chức vụ công của bà trong một vụ án tham nhũng cấp cao vào hôm thứ Ba. Bà gợi ý, mặc dù không nói thẳng ra, rằng bà sẽ kháng cáo phán quyết này, đồng thời cũng nói thêm rằng tác động thực sự sẽ đến từ việc bị loại khỏi chức vụ dân cử. Bà nói, vào năm 2023, tôi sẽ không còn là ứng cử viên cho bất cứ điều gì. Tôi sẽ không còn có đặc quyền nữa. Và bà cũng cho biết thêm, bà sẽ từ chức khi nhiệm kỳ chính thức thực hiện. Hiện tại kết thúc vào tháng 12 năm sau. Tên của tôi sẽ không có trong bất kỳ lá phiếu nào. Vị phó tổng thống đầy quyền lực, người có quyền miễn trừ tạm thời do vai trò hiện tại của mình, sẽ không phải đối mặt với án tù ngay lập tức
và dự kiến sẽ kháng cáo bản án trong một vụ năm, có thể sẽ mất nhiều năm để chuyển qua các tòa án cấp cao hơn. Về mặt kỹ thuật, bà có thể ra tranh cử trong khi kháng cáo đang chờ giải quyết, nhưng bà đã nói là hôm thứ Ba rằng bà sẽ không là ứng cử viên cho bất cứ vị trí nào trong một cuộc tổng tuyển cử vào năm tới. Kính thưa quý vị, đến đây chương trình xin được tạm dừng trong giây lát để gửi đến quý vị phần bảo trợ thương mại. Chúng tôi sẽ trở lại trong ít phút nữa với những bản tin nổi bật như quân đội Hoa Kỳ gia tăng sự hiện diện của lực lượng máy bay ném bom ở Úc, robot giống nhện có thể sớm chui qua ống cống của Nhật Bản. Xin mời quý vị hãy tiếp tục đón xem.